Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nốt cái phần quần của bộ thể thao bo gấu nhé. Trước tiên thì mình may thân trước trước này. Thân trước thì có hai cái túi hàm ếch và hai cái miếng phối ở bên sườn. Hai miếng phối ở bên sườn thì mình sẽ đây, mình sẽ đặt lại. Mình đã cắt đi rồi nên mình đặt lại để mình cho các bạn hiểu nhé. Đây cái thân này. Đây nhá, của mình này. Đây là miếng phối này, lúc chưa cắt này, nó sẽ như thế này. Thì các bạn lấy cho mình này, tính từ trên miệng túi này, cái điểm vẽ miệng túi này xuống là 25 phân. Đấy. Xuống đến cái điểm này này là 25 phân. Sau đó các bạn lấy cho mình rộng này. Rộng tính từ đường vẽ này nhá, đường thiết kế này này là 3 phân. Đấy, các bạn cứ lấy dần lên 3 phân, 3 phân như thế này, từ trên xuống dưới. Còn đoạn đuôi này thì các bạn đánh cong vào cho nó mềm, cho nó đẹp nhá. Đấy, sau đó các bạn cắt ra. Cắt thì các bạn chừa đường may 1 phân nhá, chừa vào phía trong này 1 phân này. Đấy. Bây giờ mình sẽ may cái miếng phối này vào. May cái miếng phối này vào thân này. Đây, các bạn đặt như thế này để chúng ta hình dung cho nó dễ nhá. Đây, hai miếng này sẽ chắp vào với nhau. Bây giờ mình sẽ chắp này. Đây, chắp nhé, các bạn đặt. Các bạn để đường may bao nhiêu thì các bạn chắp bấy nhiêu nhé. Mình để đường may 1 phân thì bây giờ mình chắp 1 phân. Đấy. Các bạn cứ để êm may nhé. Đấy, khi may ra nó sẽ như thế này. Chỗ thừa này chúng ta sẽ gọt bỏ đi nhé. Đấy, bên này chúng ta cũng may tương tự như vậy. Sau khi may xong phối thì các bạn vắt sổ xung quanh nhé. Vắt sổ xung quanh như này cho mình. Đấy, vắt sổ xung quanh, sau đó các bạn nà ra cho nó phẳng đẹp nhé. Đấy, sau khi may xong thì đây, cái phối của mình nó sẽ như thế này. Bây giờ là mình sẽ may túi và thân nhé. Đây, may túi thì các bạn đặt túi ở dưới, thân ở trên, hai mặt phải của vải úp vào nhau. Các bạn may một đường. Đây, các bạn đặt như này nhá. Đấy. Đặt cân này, sau đó các bạn may. May luôn bên này nhé. Bên này thì các bạn cũng đặt tương tự như vậy. Các bạn dùng cái kéo này giữ này, cho vải đỡ bay này. Khi may xong thế này thì các bạn sửa nhỏ đi nhé. Sửa nhỏ đi, còn khoảng 3 ly thôi.
Xong các bạn lật cái lót túi này ra này. Lật cái lót túi này ra. Các bạn mí lót túi đè thân. Mí ở trên phần lót túi nhé. Sau đó các bạn giễu một đường ở phía bên ngoài. Giễu một đường miệng túi này. Nếu các bạn không vê được thì các bạn nà ra rồi các bạn hãng giễu nhé. Mình sẽ may giễu luôn. Bạn vê làm sao cho cái lót nó không bị né ra ngoài. Sau đó các bạn lật túi lại và các bạn ghim miệng túi vào. Các bạn kiểm tra lại cái độ sâu miệng túi nhé. Lúc trước chúng ta để bao nhiêu? 7 phân. 7 phân tính từ trên xuống này. Các bạn ghim các bạn để chừa ra một đoạn khoảng 2 phân nhé. Để tí nữa mình may lót, may đáy túi. Bây giờ ta lật cái này lên này. Ta may cái đáy túi này. Bên kia các bạn cũng làm tương tự như vậy nhé. Sau khi may túi xong thì các bạn vắt sổ đáy túi nhé. Các bạn vắt sổ đáy túi này. Vì đáy túi này thì các bạn có thể vắt trước cũng được. Nhưng mà mình thấy vắt trước thì nhìn trông nó không được sạch và không được đẹp như thế này. Vắt sau thì nhìn trông nó sạch sẽ hơn. Đây nó chỉ có một đường vắt sổ như này. Nhìn nó sẽ sạch sẽ hơn. Còn sau đó chúng ta sẽ vắt sổ xung quanh nhé. Chừa mỗi cái đường gấu này ra. Chừa mỗi đường gấu này để tí nữa chúng ta sẽ may bo vào. Đấy. Bây giờ sau khi may xong thân trước rồi thì mình gấp thân trước và mình để đấy nhé. Mình may thân sau đã. Đây là thân sau của mình này. Thân sau của mình thì mình sẽ cắt
cắt đoạn này ra để mình làm cái đề cúp nhé. Sẽ có một cái cúp ở đằng sau. Cúp thì các bạn có thể để ở phía này to cũng được, mà phía này bé cũng được. Đấy là tùy ý thích của các bạn thôi. Có bạn bảo mình là có ngược không chị, cúp có ngược không, nhưng mà không phải là ngược đâu, mà là đây là do ý thích của từng người. Các bạn có thể để như thế này, các bạn có thể để như thế này cũng được, to như thế này cũng được. Phía bên sườn này này 10 phân, phía bên giáp mông khoảng 5 phân rưỡi đến 6 phân. Hoặc các bạn có thể để, đấy cái này là tùy thích. Cái này thì mình sẽ để phía bên sườn, mình để 4 phân rưỡi, 5 phân đi, mình để 5 phân. Còn phía bên này mình sẽ để khoảng 7 phân rưỡi đến 8 phân. Mình sẽ cắt cúp theo cái này. Cái này là do ý thích của từng người một. Đấy, mình sẽ cắt cúp theo đoạn này nhé. Cắt nó ra. Bây giờ mình sẽ chắp hai đoạn này vào với nhau. Sau đó mình sẽ đi vắt sổ cái hai cái đường này nhé. Giờ thì bây giờ mình sẽ mí và diễu ở trên cái đề cúp này nhé. Mình sẽ lấy đề cúp đè thân. Các bạn có thể lấy thân đè đề cúp cũng được. Mình sẽ diễu một đường. Đang đúng một chân vịt nhé. Sau khi mí diễu xong thì chúng ta sẽ vắt sổ xung quanh thân. Sau khi mình vắt sổ xong xung quanh thì bây giờ chúng ta sẽ chắp thân trước vào về thân sau nhé. Để thân sau của mình này, thân sau các bạn để dưới này, thân trước để trên này. Hai mặt phải của vải úp vào nhau nhé. Đấy, các bạn chắp một đường.
phía sườn bên này các bạn may từ dưới lên cho mình nhé. Các bạn may từ dưới lên này. Và dọc xong các bạn chắp luôn ràng. Khi chắp xong như này, bây giờ chúng ta sẽ là nhé. Bây giờ mình sẽ may đến phần bo cạp nhé. Các bạn chắp hai cái miếng này vào với nhau. Sau đó các bạn may luôn bo gấu cho mình. Sau khi may xong thì các bạn là rẽ ra, là rẽ cái đường may này ra, sau đó các bạn là gập làm đôi vào nhá, là rẽ cái đường này ra này, là rẽ tất cả mấy cái này ra, xong là gập làm đôi lại. Bây giờ mình sẽ may bo may bo gấu vào thân nhá. Các bạn là gập từ cái chỗ đường may này này, các bạn sang dấu lại, các bạn lấy dấu này, các bạn chia đôi ra lấy dấu điểm giữa nhá. Đấy, bên này các bạn cũng làm như vậy, chia đôi ra. Máy bo thì các bạn lộn cái này ra, các bạn lộn thân ra trái ra nhé. Cái đường chắp này sẽ thẳng vào đường dọc nhé. Đấy. Các bạn nhớ đặt cho nó tạo thành một cái đường thẳng. Thân các bạn cũng chia đôi ra nhé. Thân sau là to hơn thân trước thì các bạn cũng phải chia đôi ra.
Sau khi máy xong thì các bạn vắt sổ xung quanh cái bo này đi nhá. Vắt sổ xung quanh đi. Tiếp theo bây giờ mình sẽ may đến phần cạp nhá. Phần cạp thì các bạn cắt chun cho mình, chun sẽ nhỏ hơn vòng bụng khoảng 6 phân nhá. Cắt chun nhỏ hơn vòng bụng 6 phân. Các bạn chặn chun vào. Sau đó các bạn chia chun này. Chia chun làm đôi này. Chia chun làm đôi này, xong rồi chia chun làm tư nhá. Chia làm 4 điểm. Đấy, chia làm 4 điểm. Cạp các bạn cũng chia làm 4 điểm cho mình nhá. Cạp cũng chia như chun. Bây giờ các bạn mới ráp ráp hai cái thân này vào với nhau nhé. Đây các bạn lồng này. Một bên thì các bạn để mặt trái, một bên thì các bạn để mặt phải. Hai thân này các bạn lồng vào với nhau và các bạn may cái đường ráp đũng này. Các bạn để hai cái đường chắp này này trùng khít vào nhau nhé. Các bạn chắp. Cái đoạn chỗ để cúp này này, các bạn cố gắng chắp sao cho hai đường nó trùng khít lên nhau. Vì nó nằm ở giữa cái giáp mông cho nên là mình cố gắng chắp sao cho nó trùng khít cho nó đẹp. Đấy, khi lật ra là hai đường này nó phải bằng nhau như này nhé. Cẩn thận các bạn chạy lại một đường nữa. Bây giờ chúng ta sẽ che cạp. Bây giờ mình sẽ chặn chun này. Chặn chun thì các bạn sẽ để 4 cái điểm dấu này trùng với cả 4 điểm mà mình đã sang dấu ở trên cạp nhé. Đấy, phải trùng khít lên nhau. Các bạn chặn 4 điểm vào với nhau này. Các bạn kéo cho nó chun nó nằm sát ở trên đây này. Ta cho sát vào nhé. Điểm nào vào đúng điểm đấy này.
Sau khi có 4 điểm như thế này rồi thì các bạn mới tra vào thân nhé. May tra vào thân. Các bạn cũng trùng khớp vào 4 điểm. Ở đây mình sẽ tra từ giữa ra. Cho từ sườn rồi. Từ sườn để tránh cái đường chắp này nhé. Bắt đầu từ sườn này. Các bạn kéo căng ra cho bằng đúng cái điểm mà chúng ta cần đến này. Bắt đầu các bạn may. Đấy, sau khi tra xong thế này thì chúng ta sẽ vắt sổ. Đi vắt sổ xong xung quanh cái cạp này nhá. Bây giờ mình sẽ đi vắt sổ.